Hello, chào các bạn nha. Dạ. Điện ăn ăn điện ha, có hai hai các bạn có biết tớ đang khiêng cái gì không ạ? À? Khiêng cái cáng. Cái này là cái áng. Cái cáng các bạn ạ. Ở dưới này mát thế nhỉ? Mát lắm đúng không ạ? Dạ. Rồi, đi bẻ ngô giúp chị gái mọi người. Đây mình phải mang theo một cái cáng này lên trên núi ở trên kia. Đây, cáng này tí nữa thì đây, cái cáng. Tí nữa chúng mình cho bao ngô vào đây rồi kéo. Kéo cái cáng này từ trên kia xuống. Nó dễ hơn so với việc là vác từng bao một xuống dưới chân núi này mọi người ạ. Nương chị gái mình thì cũng khá gần thôi, nhưng mà nó lên trên núi trên kia ấy. Rồi mình đi thì mình phải vừa đi vừa nghỉ, mọi người mệt quá thì nghỉ. Nếu đi đường bằng thì không sao, nhưng mà lên dốc mà vác theo cái cáng như thế này thì rất là khó nha mọi người nhá. Thế ra có vắt không đấy chị Dung ơi? Cái này không có muối nhiều như buổi sáng rồi, buổi sáng có nhiều lắm đấy. Ừ. Bảo trời hôm nay đẹp thế nhỉ? Quá đẹp. Cái ẩn vụ nổ bom. Sao nó có thể đẹp như thế được nhỉ? Nói thì sợ nói sai người ta chửi cho. Chăn cha. À bui ngồi tí mới đi đi con nóng. Mày được cái hiền nè pha ơ. Ăn không nữa à, áo mày. Con sẽ điển thì cáo như cái điều như chỉ điển nó. Nhỉ, đi đi cậu Hải đi rồi kìa. Kìa hát rồi. Mình nhớ hứa anh thấy ai băng khen ghét đấy. Ừ, đúng không khéo hứa bắn nộ. Đấy nộ. Bất quen. Mình ngang đấy. Thế này. Ủa nó không. Không, chứ bà không được mồm, được miệng. Không được lòng. Bà phô áo ấy, như này nó. Bà phô áo nó mày cho ra. Ôi, pha ở đây mua đấy mà. Mất kia ba mày, tả lời. Tả lời mày đâu. Bán tên bán nước mà.
hển nữa nọ. Lấy cái tay nó. Cái này là xe đấy. Chưa ăn đi bóp bó xe đấy đúng không thì nghe. Đấy bác chạy sang kia.